Nhơn Trạch 21 giờ. Kênh thông tin chuyên sâu về bất động sản tại Nhơn Trạch được cập nhật vào lúc 21 giờ hàng ngày. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa đồng ý phương án xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai. Dự kiến dự án này sẽ khởi công vào năm 2021. Đây là một tin rất vui cho Bà Rịa Vũng Tàu và cho cả vùng kinh tế khu vực phía Nam, bởi vì cầu Phước An là dự án giao thông kết nối vùng hết sức quan trọng. Cụ thể là kết nối toàn bộ hệ thống cảng trong nhóm cảng biển số 5 với các khu công nghiệp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Dự án cầu Phước An là giai đoạn 2 của dự án đường liên cảng cái mép Thị Vải. Thời điểm được phê duyệt, dự án đường liên cảng cái mép Thị Vải có chiều dài 21,3 km, kéo dài từ cảng nước sâu cái mép Hạ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tới cảng Phước An, khu công nghiệp Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, do vốn trái phiếu chính phủ chỉ đủ để thi công giai đoạn 1, nên giai đoạn 2 phải lập thành một dự án riêng, theo quy định của luật đầu tư công. Hiện tại, giai đoạn 1 dự án đường liên cảng cái mép Thị Vải dài 18,9 km đi qua địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn tất thi công. Chỉ còn chờ dự án cầu Phước An dài 3,7 km hoàn tất là có thể kết nối toàn bộ tuyến đường liên cảng cái mép Thị Vải với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đi các tỉnh miền Tây, đồng thời giảm tải áp lực giao thông cho quốc lộ 51 và các tuyến đường khác. Có thể thấy cầu Phước An có một vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, cũng như cho sự phát triển của toàn vùng nói chung. Cầu Phước An hiện tại là chưa triển khai được và đang làm các thủ tục cần thiết, một là để thống nhất tuyến, cái thứ hai là đề nghị ngân sách trung ương bố trí tạm cho 50% vốn để đầu tư cái giai đoạn 2 của cầu Phước An. Dự toán theo dự toán thì giai đoạn 2 cầu Phước An khoảng 4.890 tỷ. Ngân sách tỉnh sẽ xin bố trí 50%, còn 50% còn lại thì tỉnh sẽ bố trí. Qua nội dung này thì kiến nghị thủ tướng giao bộ giao thông chủ trì phối hợp với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai để cùng thống nhất tuyến để sớm khẩn trương khởi công cái công trình cầu Phước An để tạo kết nối và tuyến cầu tốt với nước Long Thành. Theo phương án xây dựng đã được Bộ Giao thông Vận tải thông qua, dự án Phước An có tổng chiều dài 3,7 km, riêng phần cầu dài 3,4 km, thiết kế 6 làn xe, tổng vốn đầu tư là 4.879 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương là 2.000 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương là 2.879 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công vào năm 2021. Sau khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế địa phương của vùng, mà còn góp phần giúp lập lại trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 51, giúp giảm bớt tình trạng quá tải như hiện nay. Hoàn thành dự án cầu Phước An trong nhiệm kỳ tới là khẳng định của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu tại hội thảo tiếp tục thực hiện các giải pháp để phát triển cảng biển do Tỉnh ủy tổ chức vào tháng 6. Cầu Phước An nhiệm kỳ tới phải xong, các đường kết nối với cảng phải thúc đẩy tích cực, nạo vét luồng là phải làm cho nó tốt. Thì tiền đâu? Bà Rịa Vũng Tàu chuẩn bị 20.000 tỷ từ nguồn lực tại chỗ để làm việc này, nói rõ như vậy. Sau nhiều năm bàn thảo về vị trí xây dựng cầu, đến tháng 1 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Phước An kết nối thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai. Bộ Giao thông Vận tải sau đó đã thống nhất về nguyên tắc với phương án lựa chọn vị trí xây dựng cầu Phước An mà lãnh đạo hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu đã thống nhất trước đó. Theo đó, tiêm cầu Phước An sẽ được xây dựng cách mép cảng Phước An khoảng 150 m về phía thượng lưu so với ranh đất cảng Phước An, đảm bảo hành lang an toàn công trình tối thiểu 150 m theo quy định. Thống nhất về nguyên tắc, song Bộ Giao thông Vận tải cũng lưu ý tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nghiên cứu các giải pháp để đảm bảo giao thông thủy trên sông Thị Vải và các nhánh sông kết nối tại vị trí cầu Phước An. Cảm ơn quý vị đã xem clip của chúng tôi. Quý vị hãy ấn nút đăng ký và nút chuông để nhận những thông tin mới được chúng tôi cập nhật lên hàng ngày vào lúc 21 giờ. Xin cảm ơn.